Cô Ngọc xin chào các em. Hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng các em qua tiết luyện từ và câu, bài ôn tập về từ trị đặc điểm, ôn tập câu ai thế nào. Qua bài học này, các em sẽ ôn lại kiến thức: 1. Tìm được các từ trị đặc điểm trong câu thơ. 2. Xác định được các sự vật so sánh với nhau về những đặc điểm nào. 3. Tìm đúng bộ phận trong câu trả lời câu hỏi ai, cái gì, con gì, thế nào. 4. Học sinh viết giao tiếp hợp tác để nâng cao năng lực ngôn ngữ, khả năng tự học, tự giải quyết vấn đề. Đầu tiên, cô mời các em cùng hát theo bài hát sau. Vừa rồi các em đã nghe bài hát Quê hương tươi đẹp. Các em thấy quê hương mình như thế nào? À, quê hương của chúng ta rất đẹp. Để ca ngợi quê hương, nhà thơ Đinh Hải cũng đã sáng tác thêm bài thơ vẽ quê hương cũng rất hay. Để biết nhà thơ đã sử dụng những từ ngữ trị đặc điểm nào về quê hương, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài tập sau. Bài tập 1. Tìm các từ trị đặc điểm trong những câu thơ sau. Em vẽ làng xóm, tre xanh, lúa xanh, sông máng lượn quanh, một dòng xanh mát, trời mây bát ngát, xanh ngắt mùa thu, Đinh Hải. Bài tập 1 yêu cầu chúng ta tìm các từ trị đặc điểm trong những câu thơ sau. Vậy, từ trị đặc điểm là những từ như thế nào? Từ trị đặc điểm là những từ trị màu sắc, mùi vị, tính chất, hình dạng, kích thước của sự vật. Với những hiểu biết của mình và những kiến thức đã học, bạn nào cho cô biết trong những câu thơ trên từ trị đặc điểm là những từ nào? Các bạn hãy quan sát và đối chiếu với kết quả trên bảng của cô. Ở dòng thơ thứ hai có từ xanh, màu xanh của tre, màu xanh của lúa. Sông máng có đặc điểm là xanh mát, trời mây có đặc điểm là bát ngát, xanh ngắt chỉ bầu trời mùa thu. Vậy, qua bài tập 1, các em đã tìm được các từ trị đặc điểm về màu sắc của cây cối, của sông, của trời thu. Vậy, khi để những từ trị đặc điểm trong các cặp từ so sánh với nhau như thế nào? Cô sẽ cùng các em tìm hiểu qua bài tập tiếp theo. Bài 2. Trong những câu thơ sau, các sự vật được so sánh với nhau về những đặc điểm nào? A. Tiếng suối trong như tiếng hát xa, trong lòng cổ thụ bóng lồng hoa, Hồ Chí Minh. B. Rồi đến chị rất thương, rồi đến em rất thảo, ông hiền như hạt gạo, bà hiền như suối trong, Trúc Thông. C. Cam xã đoài mọng nước, giọt vàng như mật ong, Phạm Tiến Duật. Ở bài tập 2, yêu cầu các em tìm các sự vật được so sánh với nhau về những đặc điểm nào. Dựa vào kiến thức đã học, các em sẽ tìm cho cô các sự vật được so sánh với nhau qua các ý A, B và C. Ở ý A, các sự vật nào được so sánh với nhau? À, đúng rồi, đó là tiếng suối được so sánh với tiếng hát xa qua từ so sánh, đó là từ như. Ở ý B thì sao? Ông được so sánh với hạt gạo qua từ so sánh, ở đây là từ như. Bà được so sánh với suối trong qua từ so sánh, ở đây là từ như. Vậy ở ý C, cam xã đoài được so sánh với gì? Đúng rồi, cam xã đoài được so sánh với mật ong qua từ so sánh là từ như. Vậy là cô đã cùng các em vừa tìm hiểu được các sự vật được so sánh với nhau
Bây giờ các em hãy điền những sự vật được so sánh với nhau vào bảng sau và cho cô biết các sự vật này được so sánh với nhau về đặc điểm nào. Ở ý A, tiếng suối được so sánh với tiếng hát xa qua từ chỉ đặc điểm là từ nào? À, đúng rồi, đó là từ trong. Vậy trong câu B thì sao? Ông được so sánh với hạt gạo qua từ chỉ đặc điểm đó là từ hiền. Ba được so sánh với suối trong qua từ chỉ đặc điểm đó là từ hiền. Vậy trong câu C, sọt nước cam xã đoài được so sánh với mật ong qua từ chỉ đặc điểm đó là từ nào? À, đúng rồi, đó là từ vàng. Vậy là qua bài tập 2, các em đã tìm được các sự vật được so sánh với nhau và tìm ra được các từ chỉ đặc điểm tương đồng giữa các sự vật được so sánh với nhau. Và ở trong câu C, chúng ta thấy có cái hình ảnh so sánh đó là cam xã đoài với hình ảnh đó chính là những giọt vàng của mật ong. Và liên quan tới những hình ảnh của chú ong, cô có câu sau: những chú ong rất chăm chỉ. Bạn nào cho cô biết trong câu của cô có từ chỉ đặc điểm đó là từ nào? À, đúng rồi, đó là từ rất chăm chỉ. Bạn nào có thể đặt cho cô một câu liên quan tới bộ phận, câu mà cô đã đặt chân? Cô đồng ý với ý kiến của các em, chúng ta có thể đặt câu như sau: những chú ong thế nào? Vậy mẫu câu những chú ong rất chăm chỉ là mẫu câu gì chúng ta đã học? À, đúng rồi, đó là mẫu câu ai thế nào đã học. Và hôm nay cô sẽ giúp các em ôn lại mẫu câu này qua bài tập tiếp theo. Bài 3, tìm bộ phận của câu trả lời câu hỏi ai cái gì con gì. Trả lời câu hỏi thế nào? A, anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm. B, những giọt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê. C, chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người. Ở bài tập 3, yêu cầu chúng ta là tìm bộ phận của câu trả lời câu hỏi ai, con gì, cái gì. Các bạn sẽ gạch cho cô một gạch, còn trả lời câu hỏi thế nào, các bạn sẽ gạch cho cô hai gạch. Và ở bài tập này, cô yêu cầu chúng ta sẽ thực hiện làm bài giao vở. Thời gian làm bài đã hết, bây giờ cô sẽ cùng các em đi chữa bài. Ở ý A, anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm. Vậy trong câu A này thì bộ phận trả lời câu hỏi ai ở đây chính là anh Kim Đồng. Còn rất nhanh trí và dũng cảm là bộ phận trả lời câu hỏi thế nào? Vậy trong câu B thì sao? À, đúng rồi, ở trong câu B, những giọt sương sớm ở đây chính là bộ phận trả lời cho ai, cái gì. Còn long lanh như những bóng đèn pha lê là trả lời cho câu hỏi thế nào. Các bạn quan sát, đây là hình ảnh những giọt sương sớm trong suốt. Khi mà có ánh nắng mặt trời chiếu vào thì nó long lanh như những bóng đèn pha lê. Vậy trong câu C thì đâu là bộ phận trả lời câu hỏi ai và đâu là bộ phận trả lời cho câu hỏi thế nào? À, đúng rồi, chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ chính là bộ phận trả lời câu hỏi ai, cái gì. Còn đông nghịt người chính là bộ phận trả lời câu hỏi thế nào. Các bạn quan sát tiếp, cô có hình ảnh sau. Đây chính là hình ảnh chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ, là một trong những chợ hoa nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Và con đường Nguyễn Huệ là con đường đẹp nhất ở nơi đây, và con đường Nguyễn Huệ đông nhất vào dịp 24 tháng Chạp và tháng Giêng âm lịch hàng năm. Khách du lịch đến đây rất là đông. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được cái bài tập 3. Qua bài tập 3 thì chúng ta đã biết được bộ trận trả lời câu hỏi ai, cái gì, con gì và thế nào. Vậy ai có thể cho cô biết bộ phận trả lời câu hỏi ai, cái gì, con gì thường là những từ chỉ gì?
À đúng rồi, bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, con gì, cá gì, nó thường là những từ chỉ sự vật, là người này, vật này, cây cối và con vật. Thế vậy, bộ phận trả lời câu hỏi thế nào cho ta biết điều gì? À đúng rồi, bộ phận trả lời câu hỏi thế nào cho ta biết về bộ phận trả lời câu hỏi ai, con gì, cái gì? Để khắc sâu các kiến thức đã học, cô có một số các câu hỏi sau. Các câu hỏi của cô sẽ có các đáp án A, B, C. Nhiệm vụ của các em là suy nghĩ và chọn cho cô đáp án đúng nhất. Nhất, vị hoa chua chua như vị nắng non của mùa hè. Một, hình ảnh được so sánh với nhau trong câu thơ trên là A, vị hoa mùa hè. B, vị hoa vị nắng non của mùa hè. C, chua chua vị nắng non. Các bạn suy nghĩ và trả lời cho cô. Đáp án đúng của chúng ta là vị hoa và vị nắng non của mùa hè. Cô có câu tiếp theo. Vị hoa chua chua như vị nắng non của mùa hè. Từ chỉ đặc điểm trong câu trên là A, vị hoa, B, mùa hè, C, chua chua. À, đáp án của chúng ta là chua chua. Tiếp theo, vị hoa chua chua như vị nắng non của mùa hè. 3. Bộ phận trả lời câu hỏi thế nào trong câu thơ trên là A, vị hoa chua chua, B, vị nắng non của mùa hè, C, chua chua như vị nắng non của mùa hè. Đáp án đúng của chúng ta là C, chua chua như vị nắng non của mùa hè. Tiết luyện từ và câu hôm nay chúng ta đã tìm hiểu và ôn lại câu ai thế nào. Chúng ta đã xác định được một số các cái từ chỉ đặc điểm. Các em về sẽ ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào các em.